Chúng ta quay trở lại với chapter 14 của bộ truyện Ta biến dị thành một mảnh đất. Sau khi ăn một đấm từ Thành Âm và Phương Uyên, cơ thể của người mẹ nuôi đập mạnh xuống mặt đất, khi này bà ta đã không còn sức đánh trả. Nằm dưới mặt đất bà ta gào lên, tại sao chứ, tại sao con lại không hiểu ta, không hiểu được ta đối xử tốt với con như thế nào. Bà ta vươn tay về phía Phương Thái à, con biết được tâm ý của ta mà, con là kiệt tác của ta đó. Tất cả những gì tốt đẹp mà con nhận được, nó đã chứng minh cho những gì ta làm là đúng. Người mẹ nuôi từ từ bò đến, Phương Thái trong lòng sợ hãi liên tục lùi lại. Người đàn bà bò trên đất vẫn liên tục nói, đến bên cạnh ta đi, có được không, chúng ta là người một nhà, có đúng không? Nghe lời này trong ánh mắt Phương Thái tràn đầy sự do dự. Phương Uyên vội vã bước tới, anh à, đừng có nghe những lời bà ta nói, bà ta không phải là mẹ nuôi đâu. Tất cả những gì bà ta nhớ là sự hoang tưởng trong suốt cuộc đời của bà ta mà thôi, bà ta đã biến thành một ám diện không có sự đồng cảm với con người. Phương Thái nhìn về Phương Uyên khi này đã trở thành một ám diện, anh hỏi nếu như thế thì hiện tại cô như thế nào? Bộ dạng bây giờ của cô và Lý Thành Âm đâu có khác gì với mẹ chứ? Nghe lời này Phương Uyên chỉ biết im lặng, cô không thể giải thích thêm bất cứ điều gì. Phương Thái lại tiếp tục nói trong nước mắt, mẹ thật sự đã nuôi dưỡng chúng ta gần 20 năm. Anh thật sự có thể bỏ rơi bà ấy sao? Tại sao có thể trơ mắt nhìn bà ấy đi vào chỗ chết như thế? Khi này Phương Uyên vội vã bước đến muốn ngăn cản anh mình, nhưng Thành Âm đã ra tay ngăn cản, anh bảo cô chờ một chút. Thành Âm thầm nghỉ, bà ta hoàn toàn có thể biến Phương Uyên và Phương Thái thành một ám diện giống như những người khác, nhưng mình đã chứng kiến cảnh tượng dị hóa của Phương Uyên vừa rồi. Chắc chắn đó là do sức mạnh của ám tố gây ra, sao bà ta lại không làm điều đó ngay bây giờ? Có thể không phải bà ta không muốn mà là bà ta không làm nổi mà thôi. Chẳng lẽ lúc trước Phương Uyên và Phương Thái đã sớm bị ô nhiễm bởi nguyên tố hắc ám nhưng chưa bộc lộ ra ngoài. Bà ta có thể dị hóa người bình thường thành đồng loại, có khi mình cũng có thể làm được chuyện đó. Lúc này người mẹ nuôi đã bò đến bên cạnh Phương Thái, nắm lấy chân của Phương Thái bà ta gào lên, Phương Thái à, ta biết con hiểu ta mà. Ít nhất nghe được những lời chân thành của con thì ta đã thật sự rất hạnh phúc rồi. Lúc này Thành Âm từ từ trở lại trạng thái bình thường, anh nhìn về Phương Thái lên tiếng, Liễu Phương Thái, anh không phải là loại người như thế. Con người thật sự của anh không phải là một người nghe lời như thế này đâu. Nghe lời này Phương Thái cảm thấy vô cùng kỳ lạ, anh muốn biết ý của Thành Âm là gì khi nói như thế. Thành Âm chỉ đến chiếc xe mà Phương Thái đã lái đến, xe của anh đã bộc lộ con người thật sự của anh rồi. Cách lựa chọn xe, phong cách lái xe và cách anh lái xe rất quyết đoán tông những tên ám diện đó, điều này không phù hợp với tính khí tao nhã của anh, với thân phận là một doanh nhân thành đạt đâu. Anh thật sự cũng muốn thoát ra khỏi cái nhà tù này phải không? Tôi cho rằng đây chính là thời điểm đó, vừa nói Thành Âm vừa đánh một số ấm tố lên người của Phương Thái. Sau khi bị nhiễm ám tố từ Thành Âm, Phương Thái dường như đã trở thành một người khác. Anh chậm rãi cởi chiếc áo khoác của mình phủ lên người mẹ nuôi, hành động này của Phương Thái làm cho bà ta vô cùng bất ngờ. Phương Thái khi này lời nói không hề có một chút do dự, nếu tiếp tục cháy như thế này thì sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, mẹ nên bảo trọng cho thật tốt nhé. Chúng con cần vật tư và dược phẩm này, ban nãy con đã nhìn thấy rồi, mẹ cất giấu ở trong chiếc xe này. Chúng con sẽ không lấy đi tất cả, mẹ cũng cần vật liệu cháy để duy trì sự sống phải không? Mặc cho người mẹ nuôi kêu gào Phương Thái vẫn lạnh lùng rời đi, anh nói lần tới anh sẽ đến thăm bà và bảo bà cứ yên tâm. Anh sẽ chăm sóc tốt cho Phương Uyên, đáp lại những lời này là tiếng gào thét không cam lòng của người mẹ nuôi. Cảnh chuyển đến bên ngoài, lúc này Phương Thái đang lái xe trở về trại của Thành Âm, có thể thấy rõ anh không còn là một Phương Thái nhút nhát như trước. Thành Âm được sự hỗ trợ của Phương Uyên, hai người đang bay theo chiếc xe, khi này Phương Uyên nhìn về Thành Âm, cô nói chuyện của mẹ nuôi cô không quan tâm. Dù sao đặc tính của cô vĩnh viễn có thể khắc chế được bà ấy, nhưng mà cô muốn biết anh đã làm gì anh trai mình, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Thành Âm giải thích, mẹ của cô sử dụng nguyên tố hắc ám để đốt cháy người khác, tôi đã cố gắng bắt chước cách đó. Không ngờ sự ngoan cố mà tôi truyền tải cho Phương Thái thật sự lấn át được cảm xúc của anh ấy. Đem cách nghĩ của tôi để gia tăng cho anh ấy, chuyện này thật sự không tốt, nếu như sau này anh ấy không tha thứ cho tôi, thì tôi cũng phải chấp nhận toàn bộ hậu quả. Nhưng mà bây giờ tôi không quản được nhiều như thế đâu, tôi chỉ muốn đem thuốc cho Lữ Lạc càng sớm càng tốt mà thôi. Trở về ngôi nhà đất, sau khi uống kháng sinh và kiểm tra cho Lữ Lạc, Phương Thái nói thể chất của cô ấy rất tốt, cô ấy sẽ sớm hồi phục sau khi dùng thuốc kháng sinh. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất xảy ra, thì cô ấy vẫn có hy vọng vượt qua. Thành Âm lại nhớ đến lúc Lữ Lạc nói với anh rằng ở bên anh cô có cảm giác cực kỳ an tâm. Thành Âm tử hứa sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm một chút nào nữa, chỉ một xíu cũng không muốn. Lúc này Phương Uyên vội vã chạy vào kêu Thành Âm ra ngoài, có chuyện vô cùng quan trọng. Theo chân Phương Uyên ra ngoài thì Thành Âm phát hiện Tu Tu khi này đã trở nên khô cằn, toàn bộ những nhánh rễ của nó đã bị tan rã, dường như nó sắp chết. Thành Âm vội vàng tiến đến, hỏi có chuyện gì đã xảy ra, ai đã khiến nó trở thành như thế này. Tu Tu lời nói yếu ớt, đừng có la lý Thành Âm à, chẳng ai hại tôi cả, đây là kết quả của sự vận hành theo quy luật mà thôi. Thành Âm cho rằng vì bản thân anh tiêu hao nguyên tố hắc ám quá nhiều nên mới khiến nó bị như vậy. anh sẽ mang chất dinh dưỡng và nguyên tố hắc ám còn lại tới đây, anh bảo Tu Tu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lời nói Tu Tu ngày càng yếu ớt, không kịp nữa đâu, mặt trời đã xuống núi mất rồi. Đây là một vòng luân hồi sinh tử mà, trở thành một cái cây biết đi thật là một trải nghiệm tuyệt vời, mỗi khi nghĩ về điều đó tôi cảm thấy rất vui. Thành Âm à, cậu nhớ thay tôi tạm biệt Lữ Lạc đấy, quãng đường sau này hãy nhớ đến sự tồn tại của tôi. Lời nói kết thúc thì Tu Tu cũng dần dần tan biến trong sự bất lực của Thành Âm. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.